Rồi nha anh em, rồi tiếp tục rồi đã cục máy riêng lùng 99 nha mày. Rồi giấy này đăng ký năm 2002 nha anh em. Ký 2002 nè. Mà nó hình chữ rim nha anh em. Anh em về rim Thái rồi bà bao ngon nha. Nó số khung số máy trùng nhau nè. Anh này về rim Thái được rồi, nó đề số loại rim nè, nhãn hiệu rim thôi, nó không đề chữ đi nha. Nó đề chữ rim nè. Anh đi vô rim Thái là bao ngon luôn. Đó, số khung số máy trùng nhau, xe 100 nè. Đó, giống khung số máy rim Thái nha anh. Rồi số khung nè. Rồi 00. Rồi 006 7799 em ơi. 006 7799. Quá đẹp luôn anh em ơi, số cặp không 006 7799. Đó vậy nè, 006 7799. Rồi cái số máy em ơi, hợp lệ nha. Số khung số máy trùng nhau nè, 006 7799. Số đẹp luôn anh em. Lốc là lốc zin nha, lốc zin mới lãng đầu luôn. Bao không làm ốc nhớt, ốc các chân còn đẹp luôn. Không có làm nha anh em. Ốc chân còn đẹp luôn, không có làm. Đó, anh em về gắn vô rim Thái là bao ngon. Về gắn vô rim Thái lên cao đó ngon nha anh em. Nó này không đề, không có đề nhãn hiệu gì, nó đề chỉ nhãn hiệu là rim thôi, không có đề số loại gì nè, đề chỉ rim thôi anh em. Đó, anh em vô rim Thái là bao ngon nha. Đó, vô rim Thái là bao ngon luôn. Này, đăng ký 202 nè anh em. Rồi số 16 Hải Phòng nha, 16H70913. Rồi 16H70913 biển số như hình, biển số như hình nha anh em ơi. Đó, anh em vô rim Thái bao ngon nha. Rồi 1 triệu 3 bao ship nha anh em ơi. Bộ giấy 1 triệu 3 bao ship nha anh em. Rồi cái lốc bơm nè, lốc bơm Thái nè, lốc bơm không có đũa nha, đũa lấy ra bán nè, không đũa nha anh em. Rồi ốc nhớt bao đẹp nè. Ốc nhớt là bao đẹp không phải lầm. Rồi ốc này gãi miếng nè, gãi nó còn lú ra anh em. Anh em về chấm hàng là lấy ra anh em ơi. Anh em về chấm hàng cái anh em dặn ra đây nha. Đó, ốc nhớt còn ốc này còn đẹp nè. Anh em về chấm hàng cái lấy lại liền. Thường nó bán 330 rưỡi, ở bán anh em là 250 rưỡi bao ship thôi. 250 rưỡi bao ship cái lốc bơm Thái. AB anh em ơi. AB nha. AB nè, GB6 nè. Nó anh em là 250 rưỡi bao ship thôi. Đấy, ốc mắc xị. Rồi bộ ba nắp ơi, bộ ba nắp nha anh em ơi. Bộ ba nắp riêng lùng 99 nha. Cho anh em về gắn quay rim bao Trung Quốc bao ngon luôn. Lửa số cục nè, cáp mờ nè anh em. Về anh em gắn riêng quay Trung Quốc là bao ngon nha. Rồi như hình. Đó, anh em về gắn riêng quay Trung Quốc là bao ngon luôn. Đó như hình nha, gắn y chang nha, tại nó khác cái mẫu thôi, khác mẫu mã gắn y chang nha anh em, không cái gì. Đó, nó chỉ giống mẫu mã. Nó giống y chang nha, nó chỉ khác mẫu mã thôi, gắn vô Trung Quốc là bao ngon luôn. Rồi cái nắp nồi nè, nồi thì như mình luôn. Nắp nồi nè. Nắp nồi zin nha, rau nặng bao cứng cáp nha anh em, nồi như hình. Rồi bán cho anh là bộ nắp này cho anh em rẻ trời chơi luôn. 300 bao ship nha anh em ơi. Bộ nắp này là 300 bao ship nha, tiền ship năm tiền ship hết 30.000 rồi, tính ra còn 250 quá rẻ nha anh em. Về gắn Trung Quốc quay rim là bao ngon nha. Bao cứng cáp, bao cứng thự luôn. Rồi bộ lửa đi lùng nè. Rồi bộ lửa qua lăng màu lửa nha anh em ơi. Ốc rồi còn chấm sơn đầy đủ nha. Bao chưa dấu dặn luôn. Bi bộ zin hết luôn, bao zin hết nha anh em ơi. Rồi như hình nè. Thì hoài ngã như hình nha anh em. Bị hoài ngã hình nè. Này đăng ký này, cái này cái vô lăng 201 anh em ơi. Vô lăng 201 sao. Rồi 11 tháng 1 trong 2001 luôn. 201 nha anh em ơi. Đó như hình nha anh em. Thì chấm sơn còn nguyên xin nè, chưa có dấu gì luôn. 201 rồi bên trong nè. Bên trong đấy là không chạy, nó bị như hình. Anh em về rửa sẽ lấy bể xịt ra đây thiệt hết em ơi. Còn khá đẹp nha. Đó một như hình nè, bao ngon hơn pha nhiều nha anh em. Rồi còn lửa KGD nè, giống cuộn lửa quay Thái 110 nè. Nó như hình. Lửa nhìn em ơi, bao sống bao mạnh em, bao sống bao mạnh nha anh em. Rồi bán cho em cái bộ qua lăng đi, anh em nào mua lẻ luôn. Rồi qua lăng nè. Rồi qua lăng nè em ơi, bán qua lăng nha anh em ơi. Qua lăng để cho là đó giờ hình nha anh em. Rồi bán nguyên bộ đi cho dễ đi. Rồi dễ đề nè, dễ đề khá đẹp như này. Dễ đề còn khá đẹp nha anh em, không gợn luôn, khá đẹp. Đó dễ đề zin luôn, zin hết luôn. Rồi còn lửa nè, còn lửa không người ta bán cả triệu rồi, người ta bán chỉ KGD nha mấy, KGD nha năm, KGD nè, còn lửa người ta bán cả triệu rồi, em bán chỉ nguyên bộ này luôn, bán 900 bao ship thôi nè mấy, 900 bao ship bộ lửa lim lùng đời 2001 nha, nó chứ không là quê Thái nè, này giống như quê Thái 110 nè, cái cổ lửa như quê Thái 110 nè năm, ốc tán đầy đủ nha năm, ốc tán đầy đủ gì đó mà chạy thôi, 900 bao ship. Rồi cái lồng nè, cái lồng lim lùng 99 nha. Này nè, không có chữ HM nha, KFM nè. KFM nè, không có chữ HPN nha, đại Thái em ơi. Này có một nha, trái bao đẹp luôn. Nó trái bao đẹp luôn, mới làm. Nó có một em ơi, có một gì dùng liền luôn nha anh em, trái bao đẹp nha anh em, bao đẹp gì dùng liền luôn.
bao sơ mi zin chưa đóng, chưa sấy luôn, chưa đóng luôn. Đó giờ là trái còn khá đẹp. Đó, trái khá đẹp nha anh em ơi. Đó, trái còn khá đẹp nha anh em. Trái khá đẹp. Bao yên bao khối luôn anh em xài chơi luôn, lòng nè, không xước luôn. Lòng không chút xước nha anh em. Rồi lòng không xước luôn nha. Bóng lưỡng luôn à. Đó như hình. Rồi cái lòng li lục thái. Rồi bán cho anh em cái lòng cốt 1 nha anh em ơi, mới cốt 1 nha. Anh em về một liền luôn, khỏi phải làm gì, bao yên bao khối. Đó như hình bán cho là 500 bao ship nha anh em, 500 bao ship cái lòng liên lùng thái. Rồi cái đầu em ơi, cái đầu đi lùng thái nha. Đây nè, ET9 nè, ET9. Đó như hình nè, nhớ khờ dơ mà được cái đồ rõ đẹp. Rồi nắp. Đó, lòng này chưa rửa ra. Cái này để lâu móc em ơi, chưa rửa luôn nha em, còn sành bóng lưỡng nha anh em. Nóc ốc tán nè, nắp nè, chưa có thấy dấu gì luôn. Còn đẹp luôn nha anh em. Đẹp luôn nha. Đó này là liên lùng thái này 2001 nè. Ốc có bộ gọn luôn nè, bao không tung năng, không sơ mi, không sức mẻ luôn. Đầy đủ, đầy đủ nắp nha em ơi, nắp thái đầy đủ nha em ơi, nắp hình bông đầy đủ nha em. Đó hình bông đầy đủ nè, nắp bông đầy đủ luôn. Đó nắp bông đầy đủ nè, thui nắp nha, bông đầy đủ luôn, giống như quay thái 110 luôn anh em. Như hình nha, nắp là nắp zin hết, không lỗi lầm, không tung năng, không sức mẻ. Rồi bán luôn tầm kèm cam cò nha em, còn cam cò VIP luôn. Rồi xe nhớt vô hầy luôn mà cam nhớt nè, nhớt vô hầy luôn mà cam cò có này em ơi, cam cò không lỗi lầm nha, xấu trả tiền hoàn tiền luôn, bao đẹp. Đó cam cò là bao VIP. Nó hình em ơi này bị nhớt dơ em ơi. Bao VIP nha anh em, không lỗi lầm luôn, không có xước nào luôn, không lúng nào luôn, bao đẹp luôn, bao keng luôn anh em. Nó bao keng luôn nha. Nó như hình nè, bao dữ luôn. Rồi bà đạn là zin hết luôn. Nhớt cỡ này mà xài cỡ này quá dữ em. Cặp cò bao đỉnh luôn nè. Nó như hình cặp cò bao đỉnh luôn. Rồi cặp cò bao đỉnh luôn. Nó cặp cò nè, như hình nha. Quá keng cặp cò luôn anh em. Bao dữ luôn nha anh em. Cặp cò là bao đỉnh luôn. Nó như hình nè. Chạy này biết nào hư anh em, chạy mà cỡ này nếu mà hư, xe này đáng lẽ là cọp lắm anh ơi, mà cái chủ tiệm, chủ ông nội số xe làm riết nát xe người ta nha. Xe này có gì đâu mà rã máy buông máy đâu, quá trời đẹp cam cò, qua cam cò nè, như hình nha, long lanh luôn anh em ơi, không lỗi lầm, quá trời đẹp qua cam cò luôn. Rồi nè, rồi full cái đầu luôn cam cò, full lầu luôn cam cò đà thái em ơi, 1,5 triệu bao ship nha anh em, 1,5 triệu bao ship, full đầu cam cò như hình, nói như hình nè, này là số 2 nè, cái cò số 2 nè. Cò số 2 đầy đầu nè, mấy đầy đầu số 2 nè, số 2 với số 3 em ơi, 23 nha anh em, 23. Rồi 1,5 triệu bao ship nha, full nắp ốc, full nắp với nắp bánh ốc tán đủ, nói chung full cái đầu luôn, cam cò đẹp nha, bao đẹp luôn. 1,5 triệu bao ship. Rồi bộ số anh em ơi, bộ số này khá cọp nha em ơi. Cốc nhông còn 9900 luôn nha anh em, cốc nhông còn 95 97 100 nè. 95 97 100 nha, bao đẹp luôn nè. Rồi sớ bọng còn nguyên em ơi, cái này là sớ bọng nguyên, sọc còn nguyên nha, chứ phải là bị xước lúng nha em ơi. Mấy cái sớ nè, nó mấy sớ này là sọc nhiều, sọc cái sọc có số em ơi. Nó láng này nó mới hú nha em ơi. Sọc còn nguyên em ơi. Bao đẹp nha. Rồi số này giống y chang như quay thái em ơi, số y chang như quay thái 110 nha em ơi. Y chang quay thái 110 nha. Nè nó có đồ dù nó xíu nè. Nó y chang thái 110 luôn, không khác gì luôn. Này xài chung với giống nhau là ớt thái nè, rim thái nè. Quay thái giống nhau, quay thái 110 đều giống nhau anh em ơi. Y khuôn nha anh em. Rồi cái này nè, nói hình nè, bốn chấu nè, đời thái nè, bốn chấu đời thái. Rồi sọc nè, nó sọc này là sọc có số chứ không phải là bị rỗ nha em ơi, sọc có số nha. Còn sọc này là mới nó không hú em ơi, nó sọc này hú nè. Rồi cái này chỉ nhâm nhẹ hai răng thôi. Nói hình nè, quá là đẹp sọc nè, sọc cái này nè mới ngon em ơi. Mua số mà sọc cỡ này là mới giữ nha, mới cọp nha, số ít chạy. Nó sọc cái này là chạy không gì hú anh em. Hay là mua cái sọc còn xe nè, nằm ở láng o là nó hút nè, nhâm một răng nè. Rồi nhâm một răng, hai răng thôi, rồi nhâm hai răng em ơi, hai răng em ơi, nhâm hai răng nhỏ thôi. Bao hú nằm chạy luôn nha. Rồi số 4 đẹp luôn nè. Số 3 4 đẹp luôn. Đó, số 3 4 đẹp luôn. Không nhâm không lỗ luôn. Chỉ nhâm số 2 2 răng thôi. Rồi như hình. Quay cận cảnh kỹ lưỡng nha mày, quay cận cảnh kỹ lưỡng nha. Số này cũng nhạy cảm lắm mày, quay cận cảnh kỹ lưỡng. Đó như hình. Rồi càng bộ heo càng heo số bao dữ nữa, bao cọp luôn. À, như hình em ơi. Quá trời đẹp luôn anh em. Như hình nha, càng heo bao đẹp luôn. Đó như hình. Đó, bộ số nó quá dữ em ơi. Bộ số này chỉ nhâm hẹ hai răng thôi, còn lại là bao đẹp hết. Rồi bộ số này 6,5 triệu bao ship nha anh em ơi. 6,5 triệu bao ship nha. Rồi có đặt có số nè. Nó giống như phun mộc với nguyên thái 110 luôn, bao đẹp luôn, răng cỏ bao đẹp nha anh em. Chưa có vệ sinh luôn, bao đẹp long lanh. Nó giờ là bao đẹp luôn, không lỗi lầm. Đây bị mất sức miếng mày. Nó đây bị sức miếng nè. Sao vậy? Đây sẽ bị sức miếng nè. Rồi cốc số nè.
Cốt số là bao đẹp luôn nha anh em. Cốt số bao đẹp luôn nè anh em. Bao đẹp nha, này là chưa vệ sinh ra, vệ sinh là bao đẹp, răng cỏ gì có này quá, quá đẹp nha anh em. Thôi bao cốc lận cốt số này bán rẻ là cho anh em là 150 bao ship nha. 150 bao ship, mẻ một răng trừ 50.000. 150 bao ship, đây là 2 xị, mẻ một răng trừ 50. Ok vô anh em ơi. Có vô là bao bao giữ nha, có vô là bao giữ luôn nè, không giữ mấy tiền luôn. Này là chữ A nha, đợi cao chữ A em ơi, đợi 2.000 nó lên chữ A nha, đợi 99 thì chữ N. Rồi cái dên nha mấy, dên này kêu rất nhỏ nha anh em ơi, kêu thời gian chứ phải là bị lúp nha mấy. Nó rơi rất nhỏ luôn, tôi xe là bao im luôn. Tôi xe em ru nha mấy, lên xe là em ru liền, kêu rất nhỏ. Kêu rất nhỏ nha mấy, kêu rất nhỏ nha, chứ phải lúp nha mấy. Xe lên xe là bao im luôn, lên xe cho anh em là bao im luôn nè. Đây là, cái này là không còn nguyên xi nè, nó đẹp nè, sọc còn luôn nè, sọc cái sọc trong cái tay dên còn luôn. Nó sọc tay dên còn luôn nha mấy. Nó bao giữ nha, dên này bao giữ luôn, lên xe là bao im luôn. Kêu rất nhỏ nha mày, rất độ rất nhỏ nha anh em ơi. Theo thời gian chứ không phải là bị lúp nha mày. Kêu rất nhỏ theo thời gian chứ phải lúp nha anh em. Anh em giờ zin anh em ép anh em chạy cỡ 3 4 ngày nó cũng kêu rất nhỏ như vậy. Nó giờ này trên lên xe là bao im luôn. Thì sơn bộ còn nguyên nè. Hai đầu cốt là bao đẹp nè anh em ơi. Hai đầu cốt bao đẹp nha. Còn khá đẹp. Nó có bị dấu nhẹ nhẹ thôi chứ không phải bị lúng bị nhăm nha anh em. Đó như hình. Răng cỏ bao ok hết. Rồi như hình cái zin này bán cho là 500 bao ship nha. 500 bao ship về dùng liền luôn. 500 bao ship cái zin đi lùng bán 2.000, đi lùng 99 đợi 2.000 là đã. Đây là một. Rồi bộ nồi nha em ơi, bộ nồi nha. Nồi này là cái nồi là cái xe là có hú nhẹ nè, mà nồi đáng lẽ là không hú nè. Đó nồi đáng lẽ là không hú mày. Này mà này là sợ số xe tháo ra người ta không làm dấu nó hú nhẹ mày. Nè sọc còn nguyên mày, sọc còn nè. Anh em thấy sọc nè. Sọc của cái này sao hú anh em, thiệt luôn anh em, nó sọc cái này không hú được. Mà cái này là chủ xe mà thợ xe làm tháo ra không làm dấu lại nên xe nó hú nhẹ. Có sao vậy? Nồi này em báo là không hú anh em cũng tin đó. Thiệt sọc cái này sao hú được anh em? Sọc cái này nè. Tại xe em test đầy đủ mới bán chứ không phải là bán đại mày. Không phải nhìn cái nồi là bán nó không hú nha. Test thẳng rồi mới nói. Test rồi mới nói ra. Sọc cái này mà sọc còn 80% luôn em ơi. 80% luôn nha. Như hình nè, nói như hình nè. Quá dữ luôn bộ sọc luôn. Đó như hình nè, chuông này mới bát nhẹ thôi. Chuông bát nhẹ thôi mới tháo ra bát nhẹ thôi. Nồi này đáng lẽ không bị gì mới mà nè. KFMF nè. KFMA nha, mà KFMA là có đi lùng 99 nha anh em. Trời sọc cái này quá đã mới, lẽ là lấy cái chuông lại mình xài luôn cái trời. Cái chuông nè, quá dữ luôn mày. Nồi cái chuông nè, cái chuông nhông hú nè, sọc cỡ này mày, sọc quá dữ luôn. Sọc hết cái nhông luôn. Này có bát nhẹ rồi nè mày, bát nhẹ rồi nha mày. Nồi này người ta tháo ra không làm gì trơn chứ bát nhẹ nồi thôi chứ này nè, còn nguyên luôn nè. Bố bò còn nguyên luôn, này hơi mẻ miếng. Hơi mẻ miếng. Rồi bố còn nguyên luôn, bố là zin luôn anh em, bố zin luôn nha. Bố zin cũng hơi mòn xíu, này nhìn hình nè, bố zin luôn nè. Đời 202 nè. Đó như hình nè, bố zin luôn, chưa làm gì luôn. Tháo ra thì chỉ bát nhẹ rồi gắn vô thôi chứ không làm gì anh em. Nói như hình nha. Bố còn ok, nói chung còn cỡ chừng 60-70%. Xài cũng còn ok, còn mạnh nha mà, xài cũng còn mạnh nha anh em. Có sao vậy, xài cũng còn mạnh. Rồi như hình nha mày, bán như hình nha anh em. Đó, xong rồi còn ok nha anh em. Đó, bố zin nha, ba bố zin luôn. Này cũng cần 600-700 thôi. Không được, không được vậy mấy. Rồi cái chuồng heo nè. Còn nồi sau nè, nói như hình nha. Sờ nhớt đẹp nè. Này là bố zin luôn anh em ơi. Bố zin chưa thay luôn nha anh em. Này chỉ tháo ra rồi gắn lại thôi nha anh em ơi. Mất tiêu rồi. Này FT nè, FT nè. Này là 07 nè. Nó 03 nè. Này ca gì đây, này là bố zin luôn em ơi, cho bố zin em ơi, bố zin luôn nha anh em. Nó như hình nè, chuồng heo nó bao giữ luôn, nó chuồng heo nó bao giữ luôn, mới có dấu nhẹ vô thôi, còn thẳng băng em ơi, còn thẳng băng nha anh em, còn thẳng băng nè. Nó chuồng heo là bao khá luôn, bao giữ luôn. Rồi như hình nè, xin xe là im không giọng, có hú nhẹ, có sao vậy, có hú nhẹ mà cái chuông còn rất giữ nha anh em ơi, chuông còn rất giữ nha, chuông rất giữ. Bố này bố zin nè, bố này bố zin luôn nè anh em ơi. Thì tháo ra gắn vô lại thôi, chỉ vớt cái mặt mặt nhôm này thôi, vô nhớ mà cái mặt chuông này thôi. Nó như hình cái chuông sọc còn quá trời, bán cho anh em cái bộ nồi này bài để là 600 bao ship nha anh em ơi. Anh em về chạy thiên thu nha, anh em muốn ngon về dán bố lại là chạy là bao ngon luôn, khỏi làm gì luôn. Hú rất nhỏ em ơi, hú rất nhỏ nha anh em. Rồi 600 bao ship. Rồi bộ nồi nó ốc cán đủ nè, nồi nó ốc cán này đủ về chỉ ráp chạy thôi nha anh em ơi. Rồi ốc máy nè, như hình nè, ốc thì ở ngoài hơi xấu mà ở trong thì đẹp. Cái đầu hơi xấu em ơi. Anh em về rửa gắn xe cái cỏ nha, có luôn có báo số nè. Nó báo số luôn nè, báo số thiên theo xe luôn, nắp cái rô mi lát luôn. Rồi như hình nha anh em ơi. Xin cam còn nguyên, còn xài được nha, xin cam còn xài ngon luôn. Ốc thì ở trong thì đẹp mà ở ngoài đầu ngoài thì nó hơi xét.
Rồi bán anh em là 120 bao ship nha anh em ơi, 120 bao ship nha, về gắn xe cỏ chạy luôn. Ốc như hình, đầy đủ như hình nha anh em ơi, như hình thôi anh em ơi. Giờ anh em muốn hơn cũng có nha, như hình thôi. Nhớ chung là ốc máy tháo ra có sao để dậy vô, 120 bao ship nha. Rồi em cần gì liên hệ nha anh em ơi. Rồi xin chào nha anh em. Ờ quên bộ chín nồi em ơi, bộ chín nồi luôn. Nó bộ chín nồi có đi lùng 99 nè, nó giống như quay thái 110 nha anh em ơi. Ốc thì còn ok nha anh em, ốc còn khá luôn nè. Bố còn giá dậy luôn, bố còn ok. Bố còn cũng còn ok, khá dậy, hơi mẻ mẻ xíu thôi. Rồi 150 bao ship nha anh em ơi. 150 bao ship bộ bi chín nồi, ba bi chín nồi nha. 150 bao ship. Rồi cần gì liên hệ nha anh em ơi. Rồi xin chào nha anh em.